Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tin chính sau đây. Tin nóng, thêm một huyện ở Nghệ An thông tin số tiền ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ tranh nhau rà soát. Người tình của Phó Chi cục Thủy sản Bình Định lên tiếng sau khi bị tố cáo có quan hệ bất chính. Cựu cán bộ Đà Nẵng vừa ra tù lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản. Cục Cảnh sát Hình sự bắt giữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bức xúc thái độ, người đàn ông ở Hà Tĩnh vác dao chém vợ thương tích 33%. Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ 9 đối tượng thu tiền bảo kê đỗ ô tô trái phép gần bệnh viện quận 5. Nhẹ dạ cả tin, cô gái ở Đà Nẵng sập bẫy gửi tiền lãi suất cao, bị lừa hơn 300 triệu đồng. Thiếu tiền trả nợ, thanh niên Hà Nội 10 xe bạn tiện thể mang đi cầm cố. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, thêm một huyện ở Nghệ An thông tin số tiền ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ tranh nhau rà soát. Vâng thưa quý vị, ngày 1 tháng 11, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Thanh Trương, Nghệ An cho biết, liên quan đến hoạt động từ thiện lũ lụt năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên, đến nay địa phương đã gửi báo cáo đến Bộ Công an và đang tiếp tục cho rà soát số tiền còn lại do chưa khớp nhau. Sau khi rà soát, có 4 xã Thanh An, Thanh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Sơn báo cáo số tiền cứu trợ thêm hơn 30 triệu đồng so với báo cáo ban đầu. Hiện chúng tôi đang yêu cầu các xã tiếp tục rà soát các hộ dân còn lại, ông Hòe nói. Theo ông Hòe, trong quá trình trao quà cho đoàn ca sĩ Thủy Tiên, có nhiều hộ dân đã xin hỗ trợ trực tiếp do hoàn cảnh khó khăn, mà không nằm trong danh sách được lập từ trước. Đoàn ca sĩ Thủy Tiên khi về địa phương được triển khai rất bài bản từ chính quyền, các đoàn thể và tổ chức. Chỉ còn số tiền đoàn hỗ trợ bên ngoài danh sách được lập từ trước do không ghi chép đầy đủ nên phải tìm ngược lại. Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Chương chia sẻ. Xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ năm 2020. Toàn xã có 600 hộ dân bị ngập lụt, cầu Khe Liệu bị sập hoàn toàn. Thời điểm đó, xã Thanh Mỹ có 38 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất được nhận tiền từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên, số tiền 690 triệu đồng. Tuy nhiên thực tế sau khi rà soát lại, số tiền người dân nhận được lên tới 696 triệu đồng. Ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ chia sẻ, nếu ca sĩ Thủy Tiên phát quà cho tất cả mọi người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt thì đỡ vất vả cho công tác lựa chọn người được nhận. Thời điểm đó cực kỳ nhạy cảm, ví dụ người nhận 9 hoặc 10 triệu thì ngang nhau, nhưng những người nhận 7 hay 8 triệu lại có sự so sánh, ông Thọ bộc bạch. Theo ông Thọ, khi đoàn ca sĩ Thủy Tiên về, họ sắp xếp theo thứ tự để phát tiền. Tuy nhiên, thời điểm đó, xã không giám sát nên không biết đoàn cho dân bao nhiêu tiền. Họ thích cho dân bao nhiêu thì cho, một số người ở lại xin thêm thì đoàn vẫn cho thêm. Sau này xã đi đến từng hộ để rà soát cụ thể mới phát hiện ra lệch 6 triệu so với ban đầu như đã nêu trên. Ông Thọ nói, trước đó theo rà soát mới đây, từ 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương, đợt lũ lụt vào tháng 10 năm 2020 có 520 hộ được hỗ trợ tổng số tiền 5,087 tỷ. Ngoài ra đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ hai xã Thanh Chương và Thanh Mỹ xây 2 cây cầu dân sinh do bị sập, hư hỏng với tổng số tiền là khoảng 1,5 tỷ. Cùng với đó là 20 chiếc xuồng với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Chuyển sang tin tiếp theo, người tình của Phó Chi cục Thủy sản Bình Định lên tiếng sau khi bị tố cáo có quan hệ bất chính. Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 11, nguồn tin của phóng viên cho biết lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan Bình Định vừa giao Ủy ban kiểm tra của cơ quan này tiến hành kiểm tra, làm rõ những nội dung mà báo chí phản ánh về việc ông Nguyễn Công Bình bị tố cáo quan hệ bất chính với nữ nhân viên trong đơn vị để xử lý theo quy định. Mặc dù không nhận được đơn tố cáo nhưng qua những gì phản ánh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định nhận thấy đảng viên Nguyễn Công Bình có dấu hiệu vi phạm nên giao Ủy ban kiểm tra của cơ quan này tiến hành kiểm tra. Qua đó nếu phát hiện ông Bình sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định, nguồn tin nói. Trong một diễn biến khác trao đổi với phóng viên, chị M, nhân viên Chi cục Thủy sản Bình Định, thừa nhận thời gian gần đây chị và ông Nguyễn Công Bình có quan hệ tình cảm rồi có một con chung hiện 3 tuổi. Mặc dù không kết hôn nhưng thời gian qua anh Nguyễn Công Bình vẫn lo lắng chăm sóc cho mẹ con tôi, chứ không hề bỏ rơi như đơn tố cáo viết, chị M trần tình. Và thưa quý vị, như tin tức đã đưa, phóng viên nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Công Bình về hai nội dung. Nội dung thứ nhất, tố cáo ông Bình có con thứ ba ngoài giá thú nhưng không khai báo bổ sung trong lý lịch. Nội dung thứ hai, ông Bình quan hệ bất chính với chị M dẫn đến có con trong lúc ông chưa ly hôn vợ cũ. Sau khi ly hôn vợ cũ, ông Bình bỏ rơi chị M và con chung của hai người, không chịu đăng ký kết hôn với chị M. Trả lời phóng viên về nội dung tố cáo nêu trên, ông Nguyễn Công Bình thừa nhận có quan hệ tình cảm và có con riêng với chị M. Tuy nhiên, ông Bình khẳng định mối quan hệ này không có gì sai vì diễn ra sau khi ông đã ly hôn với người vợ cũ. Tôi xin khẳng định rằng những nội dung đơn tố cáo tôi là bịa đặt, vu khống nhằm gây mâu thuẫn nội bộ, ông Bình nhấn mạnh. Trong khi đó, theo nhiều nhân chứng và hồ sơ phóng viên có được, ông Nguyễn Công Bình và chị M có quan hệ tình cảm trong thời điểm ông Bình chưa ly hôn với vợ. Cụ thể, thời điểm chị M mang thai, hiện đứa bé đã 3 tuổi, con chung với ông Bình, vợ chồng ông Bình vẫn chưa được tòa án ra quyết định về việc ly hôn. Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết Sở đang tiến hành rà soát nội dung đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Công Bình, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức. Tin tiếp theo, cựu cán bộ Đà Nẵng vừa ra tù lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản. Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 11, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Thương, 40 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 10, nhà chị Hồ Anh Trang ở đường Cao Bá Đạt, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang bị kẻ gian đột nhập trộm một laptop. Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang vào cuộc điều tra, truy xét Thương chính là đối tượng gây ra vụ trộm. Qua xác minh nhân thân, cảnh sát phát hiện Thương từng là cán bộ công tác tại một cơ quan nhà nước. Thương thuộc diện triển vọng nên được đưa đi học tập, đào tạo để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, đối tượng này lại sa đà vào nhiều tệ nạn, dẫn đến vỡ nợ và bị cơ quan đuổi việc. Để kiếm tiền trả nợ, cựu cán bộ này đi trộm cắp và lĩnh 1 năm 6 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án, Thương ra tù năm 2020, tiếp tục quay lại con đường tệ nạn và hành nghề đạo trích. Chuyển sang tin tiếp theo, thưa quý vị, Cục Cảnh sát Hình sự bắt giữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 2 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tú Quang, sinh năm 1992, tên gọi khác là Nguyễn Đình Hoan, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đầu năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo với thủ đoạn không cần đến ngân hàng vẫn có thể vay được số tiền lớn, ưu đãi không lãi suất, các phụ phí thấp. Ngay khi nhận đơn tố giác, Cục Cảnh sát Hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi lừa đảo của Lê Tú Quang, thu giữ một số tài liệu chứng cứ. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Hà Nội và các địa phương trên cả nước, tổng số tiền hơn 200 triệu. Trong phi vụ gần đây, Quang tiếp cận hai người phụ nữ tự giới thiệu tên Nguyễn Đình Hoan, cán bộ ngân hàng chuyên cho vay không tính lãi suất, không cần thế chấp, chỉ cần trả 5% giá trị gói vay, thời gian giải ngân trong vòng 15 ngày. Do tin tưởng Quang là cán bộ ngân hàng nên chị M Hà Nội đã nhờ Quang vay tiền, đồng thời giới thiệu cho người thân, bạn bè, người quen có nhu cầu vay vốn ngân hàng, đăng ký các gói vay với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Khi các bị hại chuyển tiền phí làm thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng, Quang lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như đang chờ duyệt, sắp được vay, sau đó bỏ số điện thoại, chặn Zalo của các bị hại. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Lê Tú Quang có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cục Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Chuyển sang tin tiếp theo, bức xúc thái độ, người đàn ông ở Hà Tĩnh vác dao chém vợ thương tích 33%. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 11, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Ngọc Vịnh, sinh năm 1952, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 10, tại nhà riêng, Phan Ngọc Vịnh và vợ là N, sinh năm 1955, xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Bực tức thái độ của người vợ cãi vã mình nên Vịnh đã đi lấy dao để đuổi chém vợ. Thấy Vịnh cầm dao và lờ hô hoán hàng xóm thì bị Vịnh đuổi chém, trúng vào tay. Khi hàng xóm có mặt can ngăn, Vịnh tiếp tục đuổi theo, chém vào vùng đầu gây thương tích nặng. Nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời triển khai lực lượng tiến hành khống chế, bắt giữ nóng đối tượng Phan Ngọc Vịnh. Được biết, kết quả giám định thương tích đối với bà L 33%. Thì Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng Vịnh trước pháp luật. Chuyển sang tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ 9 đối tượng thu tiền bảo kê đỗ ô tô trái phép gần bệnh viện quận 5. Mới đây, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai của 9 người trên để làm rõ hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép. Nhà chức trách cho biết tháng 10 năm 2021, Công an quận 5 qua công tác nắm địa bàn phát hiện tình trạng một số nhóm đối tượng có hành vi thu tiền giữ xe trái phép ở các tuyến đường gần bệnh viện trên địa bàn quận. Qua công tác xác minh, sáng ngày 1 tháng 11, đội cảnh sát hình sự Công an quận 5 phối hợp cùng Công an phường 11 quận 5 đã đưa 9 người thuộc 3 nhóm khác nhau về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Kết quả, cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Thanh Đẹp, 50 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, 58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, bà Trần Thị Lai, 61 tuổi, ngụ quận 5 là những người cầm đầu 3 nhóm này. Làm việc với cơ quan điều tra, những người này thừa nhận hành vi thu tiền, giữ xe ô tô trái phép ở các tuyến đường gần bệnh viện trên địa bàn. Giá mỗi lần thu dao động 30.000 đến 50.000 đồng. Hiện Công an quận 5 tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Tin tiếp theo, nhẹ dạ cả tin, cô gái ở Đà Nẵng sập bẫy gửi tiền lãi suất cao, bị lừa hơn 300 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị, ngày 2 tháng 11, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ lừa gửi tiền lãi suất cao, chiếm đoạt tiền gốc của một cô gái với khoản thiệt hại 312 triệu. Theo trình báo trước đó, chị S, 28 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê kết bạn với một tài khoản Zalo tên CG Thành Nam và được người bạn mới khoe về cơ hội đổi đời. Chị S tin tưởng nghe theo đầu tư kiếm lợi nhuận. Ban đầu gửi vài khoản tiền nhỏ được trả lãi đều đặn, tuy nhiên không nhận được tiền gốc. Tính đến 30 tháng 10, chị S còn đòi 42 triệu tiền gốc nơi CG Thành Nam và muốn rút về. Tuy nhiên người này vừa dọa vừa dụ chị S phải nộp thêm tiền thì vừa rút được tiền gốc vừa có cơ hội nhận được khoản lợi nhuận gấp đôi số tiền đã nộp. Chị S đã chuyển thêm cho CG Thành Nam 270 triệu đồng. Nhưng sau đó CG Thành Nam ép chị chuyển thêm 250 triệu nữa mới giải quyết. Khi chị S không đồng ý, tài khoản Zalo CG Thành Nam cắt liên lạc. Theo tính toán, chị S cho rằng đã bị lừa đảo tổng cộng 312 triệu. Qua vụ việc này, Công an quận Thanh Khê cảnh báo người dân về chiêu lừa tiền gửi lãi suất cao tương tự. Chuyển sang tin tiếp theo, thiếu tiền trả nợ, thanh niên Hà Nội mượn xe bạn tiện thể mang đi cầm cố. Vâng thưa quý vị, ngày 2 tháng 11, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1992, trú tại Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 26 tháng 10 năm 2021, Công an quận Ba Đình, Hà Nội nhận tin báo của chị Nguyễn Thị N về việc chị bị chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung trình báo, sáng 22 tháng 10, chị N mượn xe máy của người quen rồi đi cùng Nguyễn Thành Nam để giải quyết việc cá nhân. 14h30 cùng ngày, Nam chờ đi bán sim cho khách. Chị N đứng đợi không thấy Nam quay lại. Khi gọi điện, đối tượng không nghe máy. Chị N tiếp tục nhắn tin gọi điện yêu cầu Nam trả xe nhưng không liên lạc được. Sau đó chị N đến cơ quan công an trình báo. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 27 tháng 10, Công an quận Ba Đình bắt giữ Nguyễn Thành Nam để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau khi mượn xe máy đi bán sim, do không bán được nên nảy sinh ý định cầm cố xe máy của chị N để lấy tiền trả nợ. Sau đó Nam đã mang chiếc xe đi cầm được 8,5 triệu. Hiện Công an Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định. Tin đáng chú ý thưa quý vị, Cao Bằng bắt giữ 4 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc và Việt Nam. Ngày 1 tháng 11 tại khu vực đường mòn gần cột mốc 718-719, Tổ công tác Công an xã Tổng Cọt, xã Hà Quảng, Cao Bằng phối hợp Tổ công tác biên phòng Tổng Cọt trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới, phát hiện có 4 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc và Việt Nam qua khu vực giữa mốc 718-719. Tại cơ quan công an, danh tính các công dân lần lượt được làm rõ: NTHA ở Cần Thơ, LTH ở Nghệ An, LTX và LTL đều ở Điện Biên. Theo khai nhận, tháng 6 năm 2019, 4 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm mỹ phẩm và các ngành nghề khác nhau. Do dịch Covid-19 không có việc làm ổn định nên tìm cách quay về Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và đưa những người này đi cách ly theo quy định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24h TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.